Trời Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh, Trường Sơn xa xanh, ngút ngàn mây xanh. Tôi muốn nói về vùng cao nguyên. Vâng, và rất là quý, ngày hôm nay có một đoàn đại biểu Đồng Hương Thái Bình đại diện cho cao nguyên đến thăm, chúc mừng cho Hội Đồng Hương Thái Bình thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đoàn đại biểu Đồng Hương Thái Bình tại tỉnh Đắk Lắk. Các anh lên trên đây. Vâng. Xin mời các anh ạ, các anh ở đoàn Đắk Lắk ạ. Và xin quý vị một tràng vỗ tay để chào mừng cho Hội Đồng Hương Thái Bình tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa quý vị và xin bác ơi, trong cái giây phút như thế này thì cái thứ nhất là Hội Đồng Hương Thái Bình rất là xúc động và rất là vui vì những ngày cận Tết như thế này mà đoàn Đắk Lắk cũng đã bố trí được một đoàn gồm 6 các anh ở trong ban chấp hành về để chung vui với Hội Đồng Hương Thái Bình. Thì thay mặt cho Hội Đồng Hương Thái Bình xin cảm ơn bác rất nhiều. Và bây giờ thì bác có thể giới thiệu sơ về Hội Đồng Hương Thái Bình ở Đắk Lắk. Xin mời bác ạ. Vâng. Trước hết thay mặt cho cái ban thường trực Hội Đồng Hương của tỉnh Thái Bình tại Đắk Lắk, Có lời chúc sức khỏe với tất cả quý ông quý bà và trong ban thường trực ban lãnh đạo của Hội Đồng Hương Thái Bình hạnh phúc và an khang thịnh vượng ạ. Hôm nay đoàn của Đồng Hương Thái Bình tại Đắk Lắk được về dự với lại Hội Đồng Hương của thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất là xúc động bởi vì đến một cái nơi mà có trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, mà hôm nay thành phố chúng ta là nơi trung tâm lại tổ chức một cái ngày vui để mừng xuân đón xuân mà Hội Đồng Hương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong một cái không khí phấn khởi vui tươi và đón xuân như thế này, thì chúng tôi cũng rất là cảm động bởi vì lần đầu tiên mà được đến dự một cái Hội Đồng Hương của cả nước mà có một cái sự long trọng và có một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu, thì chúng tôi rất là ghi nhận. Đây là một cái điều mà chúng tôi học hỏi nhiều và có nhiều những cái kỷ niệm. Phần thứ hai, sau khi về dự cái Hội Đồng Hương thì chúng tôi thấy là Hội Đồng Hương của thành phố Hồ Chí Minh có một cái phong cách tổ chức hoạt động rất là ý nghĩa và mang rất nhiều cái truyền thống của quê hương, đặc biệt là được gắn liền nhiều những cái hoạt động của xã hội. Và qua giới thiệu của ban tổ chức ấy thì tất cả các cái hoạt động tổ chức, các cái bộ máy thì chúng tôi thấy là nó như là một cái bộ máy của nhà nước hoạt động với một cái tinh thần mà được rất nhiều nhân dân bà con ủng hộ. Hôm nay đặc biệt là các hội viên đại diện cho tất cả hàng nghìn cái hội viên trên thành phố về dự, đây cũng là một cái sự rất là kính trọng của chúng tôi cũng như là sự đón tiếp của các bác. Một lần nữa là chúng tôi cũng xin giới thiệu một chút về cái Hội Đồng Hương của thành phố Đắk Lắk chúng tôi. Thì báo cáo với lại tất cả quý ông quý bà cùng toàn thể các quý vị cũng như là con em của thành phố cũng như là về dự hôm nay ấy, thì cái đặc thù của Đắk Lắk ấy thì không như là ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì tất cả nhân dân bà con ở Đắk Lắk là một cái đặc thù là nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, đó là một cái điều kiện đi tìm nguồn cuộc sống và đấy cũng là một cái quê hương thứ hai của nhân dân chúng tôi. Cho nên nó có một cái đặc thù là chỉ có lao động sản xuất là do của cải và vật chất để xây dựng cũng như cuộc sống của bà con, để giảm bớt được những cái khó khăn cũng như là một cái điều kiện của tỉnh Thái Bình. Đặc biệt là được Thái Bình các anh luôn quan tâm đến thăm hỏi, bởi vì Đắk Lắk nhân dân của Thái Bình nó gần như là một cái quê hương cũng như là cái tỉnh Thái Bình thứ hai tại đất nước của chúng ta. Bởi vì là nhân dân của Đắk Lắk là có được khoảng 1,7 triệu, thì nhân dân của Thái Bình chiếm tới độ khoảng 30% là nhân dân của Thái Bình rồi. Cho nên là cái đặc thù của Đắk Lắk ấy là rất là tình cảm, rất là sâu lắng. Mà nói về cái kinh tế thì rất là khó khăn, bởi vì là lao động sản xuất mà trời thiên nhiên phục vụ ủng hộ thì chúng ta có sản phẩm, có nguồn thu. Còn nếu như mà mất mùa sâu hạn hán thì nhân dân rất là khó khăn. Cho nên là cũng được nhà tỉnh Thái Bình luôn là quan tâm. Thì đấy là về cái tình hình của Đắk Lắk. Còn hôm nay về dự với lại Hội Đồng Hương chúng ta thì chúng tôi cũng xin giới thiệu
trong các ban thường trực của chúng tôi thì cái điều kiện là không thể đi được hết. Cho nên là có năm các bác các chú thì xin giới thiệu tôi là Trần Văn Kiếm, năm nay là 7. Năm nay là 76 tuổi. Hiện đang là giữ cái chức gọi là trưởng ban liên lạc động viên của tỉnh Thái Bình tại Đắk Lắk. Thế là tôi. Về phần thứ hai là anh Hoàng, đấy, là anh Ngô Minh Hoàng, thì anh ấy đang làm công tác tại Đắk Lắk, thì đang làm cái nhiệm vụ là phó trưởng ban. Còn một anh Trần Công Vinh là phó trưởng ban thường trực, thì trên đường đi anh ấy có bị cái sức khỏe, cho nên là trên đường đi là không thực hiện được. Phần thứ hai nữa là có anh Lê Xuân Nghi, đấy, anh Lê Xuân Nghi cũng là một quân đội cao cấp của Đắk Lắk nghỉ hưu. Và sau khi anh về thì cũng là tham gia vào trong cái ban liên lạc của đồng lương Thái Bình chúng tôi luôn. Thì anh đang phụ trách trong ban thường trực và phụ trách làm công tác tổng hợp và thư ký của hội. Thế bên cạnh đó là cô Miền. Cô Miền thì là một ca sĩ hát rất hay. Nhưng mà khi tới đây rồi thấy thì nhiều ca sĩ hát hay quá nên là không dám lên hát. Thế, cho nên là cô Miền thì phụ trách đến công tác văn hóa xã hội của hội. Thế nên là cái thành phần mà hôm nay về dự với lại hội chúng ta như vậy. Thì cũng không biết phát biểu và nói như thế nào, thì chúng ta cũng chỉ biết là chúng tôi chỉ có một quan điểm là chúng ta là những người con xa quê hương, xa đất nước, thì chúng ta hội tụ lại để thành lập cái hội đồng hương, để lấy hội đồng hương làm quê hương để sinh hoạt. Mà chỉ có hội đồng hương thì chúng ta mới được gặp mặt nhau, chứ ngoài thì cũng không thể có cái điều kiện nào. Cho nên đấy là làm cái nguồn gốc cơ sở, cũng là cái cơ bản, cái tôn chỉ của hội đồng hương chúng ta. Thế nên để hoạt động đồng hương thì cũng hôm nay cũng được nhất trí của ban thường trực là được về đi dự, thì chúng tôi cũng có một chút gọi là có một cái lãng hoa đến để chúc mừng toàn thể bà con cô bác quê hương và có một chút quà để làm đại diện. Thì cuối cùng thì cũng xin kính chúc các bác, các ông, các bà con quê hương Thế Bình chúng ta một năm mới thì thế là mạnh khỏe, gia đình thì hạnh phúc và con cái thì được thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bác. Và như thế này, có một cái câu thơ như thế này: nếu em hỏi anh nơi nào em yêu nhất, là Thái Bình nơi ấy quê tôi, mỗi dòng sông tên người tên đất cứ lung linh như ngọc sáng ngời. Vâng, và người Thái Bình dù ở thành phố Hồ Chí Minh hay là tất cả các tỉnh xa xôi như Đắk Lắk hoặc ở dưới miền Tây Nam Bộ hoặc là ở miền Trung vân vân thì luôn gắn kết với nhau. Và thành hội đồng hương Thái Bình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gắn kết với lại hội đồng hương Thái Bình ở tại An Giang, rồi ở Bình Phước, rồi Bình Dương. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được kết nghĩa với hội đồng hương Thái Bình tại tỉnh Đắk Lắk. Và đây là ngôi nhà của hội, thì các bác đi đâu xa các bác cứ ghé lại văn phòng và có chúng em đã tiếp đón các bác rất là nồng nhiệt. Người Thái Bình cần cù, nhân hậu, thông minh nhưng cũng rất là hiếu khách. Vâng, và bây giờ trân trọng kính mời bác Tào ạ, xin bác lên để có đôi lời với các bác ở hội đồng hương tỉnh Đắk Lắk. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng có món quà tuy nhỏ nhưng mà rất ý nghĩa để tặng cho các bác ạ. Xin mời bác Nguyễn Viết Tào. Thank you.
mình rất là vui khi mà các anh, các bác, các anh, các chú ở Đắk Lắk có món quà để tặng cho Đồng Hương Thái Bình. Bác Tạo đã thay mặt để nhận cái món quà vô cùng ý nghĩa này. Vâng ạ. Và Hội Đồng Hương Thái Bình Hồ Chí Minh cũng có những món quà này ý nghĩa để tặng cho các anh ạ. Và trong khi chờ đợi thì vâng, món quà cũng đang tới đây ạ. Vâng. Vô cùng ý nghĩa nữa sẽ tặng các bác ngay giây phút sau đây là một ca khúc viết về người Tây Nguyên lúc nào cũng thủy chung son sắt và gắn bó với đất nước quê hương. Vâng, đó là ca khúc Bóng Cây Cờ Niệm. Chúng ta sẽ được nghe qua tiếng hát của ca sĩ Hiếu Nhi. Xin mời các bác rất nhiều và mời các bác về để chúng ta cùng thưởng thức món quà ý nghĩa. Rất cảm động và xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao vút lên, phải không Hiếu Nhi? Đúng không? Một ca sĩ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Hiếu Nhi rất nhiều.